Để mình giúp bạn. À, chào mấy đứa. À, sao? Đây là phụ kiện để chuẩn bị cho buổi chụp hình đúng không? Dạ, đúng rồi. Cố lên. Dạ. À, sếp ơi, sếp ơi. Dạ, em nghe điện thoại ạ. À, quên. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn sếp. Alo. Alo. Quên. Dạ. Đi photo với chỗ này đi. Dạ 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 kẹp vô đây em. Kẹp vô đây lấy em đi luôn cơ hả? Gấp nha. Dạ dạ rồi em đi làm liền đi làm. Nhớ là đủ 50 bản nha. Dạ dạ 50 bản. Ê, đổ nước rồi. Đấy, vô lẹ mấy cái bản thiết kế. Trời ơi. Chết rồi. Dạ em xin lỗi. Gì đâu á, không dạ, biết dạ, nữa dạ. Mi qua phụ chị Mi. Dạ rồi, em phụ liền. Ê, khoan. Dạ. Bạn có đúng không? Vừa quá, chị rửa tay đi. Dạ, chị rửa tay liền. Vừa hết thiết kế của chị. Chim tung bay hót vang trên bình minh. Chân quê tôi áo phong sương hành trình. Chị, chất liệu với lại số lượng đủ hết rồi nha. Ủa, ly nào là ly của em vậy? Kìa, mà đổ hết rồi ở đâu nó uống. Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy? Ly cà phê chưa kịp uống lại lập đổ vậy? Ủa, sao cái gì cũng lôi cho cái con đó hết trơn vậy trời? Tức dễ sợ luôn nha. Ê, đi đó của Miên đó. Của ai? Miên. Ừ, kệ nó. Alo, Mẫu tới hả? Ờ, à, tôi biết rồi. Mi. Dạ. Bây giờ chị đi lo cho Mẫu. Em ở đây canh chừng em Anna giùm chị nha. Nhớ, không cho ai đụng vô con này nha. Dạ, em biết rồi chị. Thôi chết rồi. Bản photo của sếp. Chết chừng. Chết rồi, em đứng nghe này nè. Nghe nè má. Rồi con xuống nè, đợi một chút đi. Anh Vũ ơi. Mà phải bịt khẩu trang là đúng rồi. Bịt lên. Anh làm gì mà anh chạy thôi, em rượt thì anh mệt muốn xỉu luôn vậy. Tại vì em dí em rượt, anh tưởng ai. Nè em nói nghe nè, anh có biết chỗ nào á hả, có photo không, vợ chỉ em với. Sao, photo đúng không? Ừ, chỉ lẹ đi, em đang gấp dữ lắm. Photo nãy giờ hỏi đi, tôi rượt anh chạy vòng vòng muốn chết. Lẹ nó lẹ nó lẹ. Bây giờ em ra đầu đường. Ra đầu đường. Em quẹo phải. Ra đầu đường, quẹo phải đúng không? Ừ. Okay. Ê khoan Miên. Chưa. Sao nữa? Ra đầu đường quẹo phải là em gặp cái bà bán hủ tiếu. Xong á, kế bên bà bán hủ tiếu là cái tiệm bà... photo. Không có, là cái tiệm cơm tấm. Rồi đối diện là cái bà bán bún mắm. Hiểu không? Rồi cặp cái hẻm đó là em sẽ thấy được một cái quán cà phê mà có cái anh bán cà phê đẹp trai lắm. Rồi em hỏi anh tiếp đi, chứ anh thì anh cũng không nhớ rõ nữa. Anh. Hả? Anh nghe kỹ em nói nha. Ừ. Em lại anh. Đó. Anh đi photo giùm em được không? Nha. Đi photo giùm em đi, em đang gấp lắm nha. Em đang nỉ, em đang có chuyện gấp lắm. Đi photo giùm em, chạy đi nha. Ê, khoan. Miên. Sao nữa?
em cũng biết rồi. Hiện bây giờ cái chức vụ anh công ty này cao lắm. Anh làm giữ xe mà em. Nếu bây giờ mà anh đi phải không, ship vô một cái không thấy anh là chết anh. Hiểu không? Ok, thôi bây giờ em giải quyết vậy nè. Anh đi photo giùm em, đi em giữ xe giùm anh cho nha, nha. Vậy đâu ok. Ê, mà đâu có được. Em đang có chuyện gấp mà. Em giữ xe giùm anh thì em đi photo luôn cho rồi. Đi photo giùm em đi, đang có nhưng chuyện gấp. Được. Đó. Nhưng mà xe anh gấp hơn, mắc là anh đền luôn á, ăn cám luôn đó. Trời. Thôi, đi photo giùm em đi. Có bao nhiêu tiền, chỉ cần báo em số tiền, em đưa anh gấp đôi nha. Cái gì em cũng có, tiền em không thiếu. Nhớ rồi, cho anh tiền cà phê nha. Em đưa anh gấp đôi luôn. Ok. Lẹ đi. Ấy mà Miên, là cái này mình in hay là photo? Trời ơi, đi photo không nội ơi, nói nãy giờ. Anh quên. Lẹ giùm okay. Em đang gấp lắm mà. Cậu chờ cho kịp, Đi nhanh lên, chạy đi. Trời ơi, tính ra mẫu kỳ này đẹp hơn đợt trước ha. Nè, của em. Nói nghe, lát nữa hai người á vô trong phòng thử đồ rộng hay là chật gì đó, báo với lại bé Miên để nó nót lại, hiểu không? Chụp hình nó đẹp vậy nha. Chật. Dạ. Em mang mấy bản thiết kế này qua phòng Linh Ngọc giúp chị. Dạ rồi, ok. Ừ, cảm ơn em. Mà đủ chưa vậy? Ok, chị duyệt hết rồi. Dạ rồi. Chắc chắn đủ. Miên, dạ. Ở lại coi người mẫu giùm anh nghe chưa? Dạ. À, em nghe nè sếp. Dạ, em đi liền. Alo. Anh photo xong rồi hả? Rồi, em xuống liền, Thôi chị, đợi tí nha, đợi tí em lên lại. Nè. Rồi, cảm ơn anh. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Em sai đâu là anh làm y chang em nói luôn á. Hài lòng cho em. Ủa anh ơi, hả? Em kêu anh đi photo 50 bản vậy sao anh photo gì nhỏ xíu xíu sao nhịn? Thì đúng rồi đó em. Nè 50 bản nè, tại vì cuối con hẻm đó là có một cái trường tiểu học. Mà cái trường này là chuyên photo phao cho học sinh đó. Trời ơi em lại anh ơi. Trời ơi làm vậy là chết em rồi. Chết gì em? Trời ơi, cái trường tiểu học này photo nhanh lắm nha. Mình vô mình chỉ đưa mẫu photo thôi là nó tự hiểu liền. Nó photo cóc xẻ cho mình liền. Đây, tiền thừa anh giữ luôn nha. Cảm ơn em. Chết tôi rồi. Photo chưa? Sếp. Dạ sếp em. Dạ sếp ơi, em sẽ đi photo lại được. Liền. Để tôi làm được cho. Sếp em xin lỗi. Giờ có chuyện photo không mà làm không được. Trong khi công ty có máy photo không vô đó làm. Tự nhiên đi ra ngoài làm cái gì? Làm gì? Dạ cái máy photo công ty á. Đừng có giải thích gì hết á. Cái chuyện nhỏ này là ông trong người biết giao chuyện gì cho con.